chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, đây là bản tin cuối cùng của phần 4 ngày Chủ nhật ngày hôm nay ngày 28 tháng 1 vừa rồi ở trên bầu trời có những cái lớp đốm màu xanh rất là đẹp thì người dân của Hawaii họ nghĩ rằng là trên đó có những người alien là những những cái chiếc xe uh, ngoài hành tinh những người ngoài hành tinh đi tới cái nước của mình nhưng thật ra không phải thưa quý vị ngày hôm nay như đưa cái bản tin này quý vị thấy ở trên màn hình là những cái loạt đèn màu xanh lướt qua bầu trời ban đêm ở Hawaii Thật ra đó là kính viễn vọng Subaru của Maniki đã ghi lại cảnh tượng bất thường bằng camera phát trực tiếp. Mặc dù ánh sáng có thể gợi lên những cái lo ngại về UFO là những người hành tinh, nhưng có nhân thật sự có một lời giải thích liên quan đến vệ tinh. Kính viễn vọng Subaru đã chia sẻ một đoạn video ánh sáng, nhưng mà như không bật cái video này, đây là cái những cái ánh sáng này ở đây nè thưa quý vị bao gồm những độ tương phản rất là rõ rõ ràng nổi bật trên bầu trời nhiều mây nhưng thật ra đó là vệ tinh độ cao bằng những cái vệ tinh mà đo độ cao mây và những cái đất của NASA đã được phóng lên từ đất liền đó là NASA 2 ICE Satellite Number 2 được phóng vào cuối năm 2018 nó bắn những cái tia laser vào trái đất để đo bề mặt hành tinh của chúng ta do đó các nhà khoa học họ đã theo dõi những thay đổi của tảng băng, biển sông bằng, sông đồng bằng và rừng cái màu laser của vệ tinh là màu xanh lá cây và bầu trời nhiều mây của Hawaii đã giúp tia laser bật ra những cái màu xanh đó giống như một cỗ máy sương màu tại một buổi trình diễn vào ánh sáng ban đêm đài quan sát thiên văn quốc gia nhật bản có kính viễn vọng cũng đã chứng kiến một số cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời bao gồm một xoáy nước do tên lửa space gây ra xoáy nước và các vệt màu xanh lá cây có thể trông rất kỳ lạ như là một ở trên một thế giới khác đi đến nhưng tất nhưng cả hai xuất phát từ sự khéo léo nỗ lực của con người không có người ngoài hành tinh nào tham gia cả. kính uh, thưa quý vị thông tin cuối cùng trong ngày hôm nay quý vị nào chúng ta thích ăn bầu ngư đâu nè giơ tay lên chị không thích ăn hả không không có chị oh, really yes <laughs> wow Lê Thái rất là thích ăn à, Bào ngư ngon mà chị không ăn hả không ăn không được Sau khi vì cái mùi đó cái dạ mùi không cái được mùi nó khó chịu vậy. Oh, một số người người ta lại không có chịu được cái mùi bầu ngư nó là tanh đúng không yes. Tại vì chắc không biết cách làm rồi đi ra ngoài nhà hàng ăn luôn á mà cũng ăn Ủa, không nữa. Ăn vậy được. Ừ, ăn được vậy chắc không. Ăn Còn ở được nhà là không làm nữa, <laughs> không ăn được thưa quý vị. Bào ngư rất là ngon thưa quý vị và nói đến bào ngư thì trên thế giới chúng ta có hàng trăm loại bào ngư, rất là nhiều loại bào ngư. À, nhưng nói đến bào ngư thì chắc chắn quý vị nên nghe cái bào ngư của nước nào ngon nhất thì biết không? em đố gì? Nhật. Sai. Ok vậy không. Trời chị nói thêm hai nước nữa thôi, hai nước giả đò đi nói. Thôi không nói nữa giả, giả, giả đò hả giả đò. Nước, nước Mỹ. cũng được. Cũng được thôi, sai không nói nữa. Dạ, sai rồi, nói thêm nước nữa đi còn nước nào nữa bào ngư của nước, nước nào lèo. Pháp. <laughs> nước lèo <laughs> nước lèo mà. nước tôi thưa quý vị như quý vị cũng đã biết thì một số người chúng ta ăn bào ngư rất là nhiều nhưng mà chúng ta không biết được cái loại bào ngư nào là ngon nhất thế giới hiện nay hiện nay cái loại cái loại bào ngư mà ngon nhất thế giới nó mệnh danh là cái gọi là cái vàng trắng của thế giới luôn wow. đó là ở nam phi thưa quý vị đây là một trong những cái đất nước mà có cái tỷ lệ sản xuất bào ngư rất là mạnh trong những năm vừa qua nhưng đối với những cái nạn mà săn bắt trộm hiện nay và ăn cắp ăn trộm bào ngư hiện nay đang là một cái tệ nạn rất là nan giải ở đất nước nam phi và với cái giá trị không hề nhỏ bào ngư nó đã thành một cái tổ chức tội phạm quốc tế bị săn trộm liên tục điều này nó ảnh hưởng đến cái ngành thủy sản và sức khỏe cộng đồng của người tiêu dùng không phải là chỉ ở nam phi không mà ở những cái quốc gia mà người ta sử dụng bào ngư và đối với các thị trấn ven biển trên khắp của nam phi thì bào ngư nó đã trở thành một cái nguồn gốc của sự thịnh vượng và sự hỗn loạn à, nó là một cái động vật thân mềm thưa quý vị và tạo ra một cái việc làm hàng nghìn người đồng thời là nuôi dưỡng các tập đoàn tội phạm quốc tế ở tất cả các quốc gia hiện nay người ta đang tập trung vào bào ngư và các trang trại nuôi giống quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hệ thống an ninh tiên tiến và camera quan sát 24 trên 24 giờ và Nam Phi xuất khẩu hơn là 5.000 tấn bào ngư hàng năm chủ yếu là sang Hồng Kông và các thị trường châu Á nơi nó được coi là vàng trắng là một trong những cái món ăn xa xỉ si phẩm mà rất là nhiều người muốn ăn trong đó thì gần một nửa là do cái nạn săn trộm nó xuất khẩu qua tất cả các nước. Thành ra là theo ước tính của các tổ chức buôn bán động vật hoang dã và cơ quan của chính phủ thì con bò ngư hiện nay là một trong những cái con mà đang được bảo vệ rất là nghiêm ngặt ở trong cái nguy cơ bị tuyệt chủng cao trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Và cái nạn săn trộm tràn lan của bào ngư Nam Phi hiện nay nó đã là một trong những cái vấn đề mà nan giải mà đất nước này cũng như là những cái người mà bảo vệ nước này người ta rất là khó chịu tại vì người ta đã không làm gì được để bảo vệ cho cái ngành mà sản xuất bào ngư và có thể là sẽ bào ngư của nước này sẽ bị tuyệt chủ, chủng trong 10 năm tới và theo mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã là traffic hoạt động trao đổi trái phép ở đây là trị giá từ 60 triệu Mỹ kim cho đến 120 triệu Mỹ kim mỗi năm và mặc dù là có đường bờ biển dài 2850 km nhưng mà Nam Phi lại không có lực lượng bảo vệ khu vực này và những cái vụ mà săn bắt trộm bào ngư á, nghiêm trọng ước tính là khoảng từ 350 vụ cho đến 400 vụ bị bắt giữ mỗi năm. Và thậm chí là nhiều sĩ quan người ta phải nhắm mắt làm ngơ trước những cái vấn nạn mà ăn cắp bào ngư này, bào săn bắt bào ngư trộm để mà để mà đi đưa ra những cái thị trường, trường nước ngoài để mà buôn bán. Và ở các thị trấn xa xôi thì được bao quanh bởi những cái ngọn núi hùng vĩ. Các trắng cũng như là người dân địa phương người ta cũng có thể là chỉ điểm ra những cái điểm nóng mà những cái tên những cái tập đoàn mà người ta bắt bắt wow. trộm ấy nhưng mà rất là sợ tại vì khi mà người ta báo cho chính quyền thì có thể bị mất mạng vì bị những cái tập đoàn này giống như làm xã hội đen Và nó nó sẽ yeah. trả thù nó sẽ giết. Wow. Và cái thị trường kinh doanh trái phép cũng đặt ra một cái mối đe dọa đối với cái thương mại toàn cầu không chỉ riêng cho nước nước Nam Phi. An toàn thực phẩm là một cái yếu tố quan trọng được đưa lên hàng đầu và được quan tâm đối với các nhà sản xuất hợp pháp và những người này được sử dụng các quy trình tỉ mỉ để mà làm sạch bào ngư. À, như quý vị cũng đã thấy thì nếu như mà chúng ta bắt đầu làm bảo ngư thì nó qua rất là nhiều cái dây chuyền Ở một cái trang trại nổi tiếng của, uh, của Nam Phi Thưa quý vị, ở trên mạng thì Lê Thái xem cho quý vị Xem đây là một cái loại Abago Đây là một cái loại mà sản phẩm lớn nhất Của Hermanus của đất nước Nam Phi Và nó đang phát triển và khi mà người ta bắt được bào ngư thì người ta phải làm rất là nhiều cái từ nhân viên người ta phải che tóc che đồ mặc đồ oh. bảo hộ này tất cả một cái xịt để mà diệt khuẩn vào trong phòng thí nghiệm và rửa tay rất là kỹ lưỡng và vỏ bào ngư cũng được rửa bằng máy và thả dọc băng truyền trà sát nhuyễn thể bằng tay không và bào ngư được nấu trong cái nước tối đa là 24 phút tùy theo cái kích thước của những cái con này và theo giám đốc sản xuất của Abago cho hay là từ vỏ cho đến lon quá trình này mất đến 24 giờ đồng hồ khi mà làm sạch. Và bào ngư được treo ở trong ở treo lên cao thưa quý vị đến 3 tuần lễ để cho mà giống như một cái căn phòng tắm hơi như thế này á, để cho mà nó khô đi chút xíu. Và Uh, sau đó thì nó sẽ được ừ. đóng hợp vào trong những cái công công kế hợp để mà đi xuất khẩu wow. qua trong tất cả các nước uh -huh. và đặc biệt thì những cái bào ngư sân trộm nó không được nhận được cái sự chăm sóc như thế này uh -huh. và trong quá trình nó làm thì chắc chắn nó sẽ có uh, giống như là giấu trong bụi rậm giấu trong bao tải <laughs> nó đưa trên những cái xe vận chuyển này nọ rất là dơ giấy uh -huh. và có thể làm bị mất chế biến không hợp vệ sinh và làm cho bị nhiễm khuẩn những con bào ngư này uh -huh. và đây là một trong mà cái vấn đề mà cái cái hãng mà sản xuất bào ngư abago này người ta ừ. rất là buồn bởi vì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty này ừ. trong suốt năm qua tại vì đây là một trong những cái thị trường xuất nhập khẩu coi như là xuất khẩu bào ngư lớn thứ nhất trên thế giới từ đất nước nam phi qua các thị trường của ở châu âu cũng có nhất wow. là những nước châu á đông nam á và Hồng Kông, Trung Quốc rất là nhiều tại vì người ta rất là thích ăn cái món này. Và trên mạng thì đây là đây là một cái đội mà của uh, đất nước Nam Phi người ta bắt được những cái người đang buôn bán bán ừ. bắt bắt trộm bào ngư. Và đây là một trong những cái món ăn bào ngư hầm mà rất là nổi tiếng mà trên thế giới mà không biết là chị Như Huyện có ăn chưa mà chị chê chị nói giống ăn được. Ăn rồi không được vì nó tanh lắm. Ngon lắm nấu yes. cháo bào ngư ngon lắm. Bữa em nấu nồi cháo bào ngư em mời chị qua ăn. em cảm okay. luôn luận. Ừ. Bạn nói thì ngon thì chị không? sẽ đi qua chị thử lại. Hứa nha. <laughs> dạ vâng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày hôm nay của Như và Lê Thái. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Như Duy và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.